có bao giờ cái điều đấy, cái biểu hiện đó của mình lại bị mọi người nói là mình là một cái đứa vô tâm, vô tư, hời hợt không? Có chị. Bị rồi đúng không? Cụ thể người ta nói em là em vô tâm, không có quan tâm tới cảm xúc của ai hết trơn á. Ở thời điểm đó em chỉ biết im lặng. Em sẽ không giải thích là tại vì tôi đã trải qua nhiều thứ rồi, tôi không muốn quan tâm quá, tôi không muốn đặt nặng quá nhiều thứ vào bản thân tôi được. Em sẽ không giải thích. Ok, ai nói gì nói cứ kệ đi, mình sống tiếp thôi. Và cuối cùng thì cũng qua. Đúng rồi. Trong toàn bộ cái câu chuyện mà em chia sẻ nãy giờ thì nó đều có một cái, nó giống như một cái vòng lặp mà nó đã hiện trên em với mẹ em và cả em với ba em. Có nghĩa là có cái kết nối lúc đầu, rồi có cái xung đột, để rồi cuối cùng cả hai người đều chung nhau một cái dữ liệu là rất là nhiều năm rồi, gần như không có liên lạc. Ví dụ với mẹ em cũng đã có một khoảng thời gian lạnh nhạt như vậy, với ba thì nó cũng là một khoảng thời gian lạnh nhạt như vậy. Thực ra có một cái bùng nổ nào đó mà nó đủ lớn để tạo ra cái khoảng thời gian lạnh nhạt đó không? Hay là bởi vì mọi người hời hợt với nhau mà nó lạnh nhạt? Mẹ nó nặng em đi lên lại mẹ chơi. Sau khi về với nội một thời gian thì em có quyết định là đi lên lại thăm mẹ. Thì tối đó em có ngủ với mẹ. Thì mẹ có hỏi về cái vấn đề giới tính, thì lúc đó em quyết định come out. Là lúc đấy mới chính thức come out với mẹ? Dạ đúng rồi. Là lớp 16, 17 tuổi. Là khoảng cỡ lớp 9, lớp 10 đó. Dạ rồi đó. Mẹ có hỏi, mẹ có đề cập tới là con muốn như nào. Đầu tiên là em thấy nó là con không thích con gái thôi. Con không có cảm xúc với con gái mà con không thể con gái được. Lúc đó mẹ tức, mẹ khóc, mẹ kêu là mẹ không hiểu là một đứa con trai bình thường như con tại sao làm những cái hành động như vậy. Mẹ nuôi con bình thường mà mẹ cho con phát triển như những bạn nam khác mà, nhưng tại sao mẹ cho con đi học võ mà, nhưng mà tại sao con không thể nào giống như những bạn khác mà con lại có cái suy nghĩ gì mà nó không tốt như vậy. Ở thời gian đó thì em chỉ biết khóc thôi và em im lặng. Sau khoảng vài hôm trước Tết, bỗng nhiên em đang đi về quê của bạn em chơi thì mẹ mới gọi điện, là tại vì mẹ vô tình thấy hình ảnh của em up lại mặt đồ con gái ở trên Facebook, ở trên mạng xã hội. Mẹ không có chấp nhận con như vậy, mẹ không có chấp nhận mẹ có một đứa con đồng bóng như vậy, một đứa con người ra con người mà không ra cái hệ thống gì hết trơn. Mẹ mới nói một câu là mẹ không nghĩ những người như con lại có bạn để chơi luôn á. Đó là đỉnh điểm để em quyết định là em sẽ không nói chuyện với mẹ nữa. Cảm xúc của em dành cho mẹ lúc đó là cái gì anh Điền? Tức giận và hận, hận rất nhiều. Em không tin là mẹ của mình sẽ nói với mình những cái câu đó. Mặc dù mẹ có rất nhiều người bạn trong cộng đồng LGBTQ+, nhưng em không biết là những người đó ảnh hưởng tới mẹ em như nào mà đến bây lại mẹ lại xúc phạm em như vậy. Thì em đang hơi, em giống như đến tận bây giờ luôn em vẫn đang đau đớn suy nghĩ là tại vì mẹ đang tức một chuyện gì đó xong tự nhiên mẹ đổ lên giường mình, mẹ la mắng hay là như nào. Em đến tận bây giờ em vẫn còn đau đớn. Mẹ không có kỳ vọng, mẹ không chuẩn bị tâm lý được cho việc em ở một giới tính khác. Mẹ mặc định em phải là con trai. Cái thứ hai có thể nó liên quan đến cái sự hiểu biết của mẹ. Nó bị đánh đồng với những cái chuyện vi phạm pháp luật nó không chừng. Trong cái sự hiểu biết của một số người rất tiếc là người ta lại đồng nhất những chuyện này lại với nhau. Đúng rồi. Cho nên là khi các bạn nói về giới tính của các bạn mà giới tính của mình thuộc cộng đồng LGBT thì ngay lập tức các bạn sẽ bị người ta hiểu rằng là các bạn là như thế. Và có thể là mẹ em vẫn còn một cái nắm níu cuối cùng, một cái hy vọng cuối cùng về hình ảnh bên ngoài của em. Và đặc biệt là ví dụ khi em nói là con thích con gái, không có cảm xúc với con gái, nó vẫn là câu chuyện mơ hồ. Lúc đó mẹ em vẫn còn đang yên tâm vì một cái hình thể bên ngoài là một đứa con trai, vẫn là một cái hình ảnh về trang phục, đầu tóc chẳng hạn là một đứa con trai. Và cái cú mà em mặc đồ con gái được coi là cái thành trì cuối cùng của mẹ em bị đánh gục. Và mẹ em không chấp nhận được. Dĩ nhiên mình sẽ không nói là mẹ em đúng, nhưng chúng ta đứng ở góc độ của mẹ thì chúng ta sẽ thấy được cái tiến triển tâm lý của mẹ. Và trong cái sự hạn chế về ngôn ngữ cũng như là sự kết nối với một người con thì mẹ đã rất tiếc là không tìm được những cái từ ngữ nó tốt hơn. Mẹ thì suy sụp, em thì tổn thương. Thế thì cái vết thương đó đến khi nào nó mới tạm thời được coi như là nó kéo miệng, nó lành? Cách đây khoảng một tháng. Mới cách đây một tháng thôi? Dạ, có thể là một tháng nhưng mà em chỉ nhớ là... Tức là rất gần đây thôi. Rất gần đây thôi. Vậy thì có nghĩa là trong bao nhiêu năm rồi? Trong bao nhiêu năm rồi mà cái khủng hoảng tình cảm của mình với mẹ nó không thể được giải quyết? Tính từ thời điểm đó đến bây giờ? Chắc là cũng hơn 5 năm, gần 5 năm. Gần 5 năm cỡ đó chị. Cái lúc mà em giận mẹ nhất, em oán hờn nhất, thì em đã suy nghĩ rằng là từ đây về sau thì mình sẽ đối xử với mẹ như thế nào không? Ở cái thời điểm đó em chỉ suy nghĩ rất là đơn giản thôi. Ok, bây giờ mẹ không thích con như vậy thì cứ coi như là mẹ mất con đi, mẹ không còn con nữa đi. Nhưng mà con tin rằng những khi mà mẹ có cái biến cố gì
hay là mẹ có gặp một cái vấn đề gì về sức khỏe hay là một cái vấn đề gì mà cần có con thì con chắc chắn con sẽ ở bên mẹ, nhưng ở thời điểm hiện tại thì con không thể nào cũng ở bên mẹ được. Thế còn với ba thì sao, có cái bùng nổ nào không? Ba em là không bùng nổ nên là không nói chuyện. Có nghĩa là nó là một cái sự mất hút. Dạ đúng rồi. Cái ấn tượng sâu đậm nhất mà em có về mối quan hệ giữa em với ba là gì anh đi? Bây giờ thì em với ba đã có lại được kết nối với nhau rồi, nhưng mà ở thời điểm trước đó em chỉ nhớ nhất là cái gần thời điểm đó mà em gặp ba em gần nhất đó là đám cưới của ba em và người vợ sau này. Khoảng thời gian dài sau khi em quyết định em vào Sài Gòn em sinh sống thì lúc đó em mới gặp lại được ba. Cái hình ảnh đầu tiên trong rất nhiều năm mình không gặp ba, đến cái ngày mà mình gặp ba, em có còn nhớ cảm xúc của em ngày hôm đó không? Em cảm thấy thương ba khổ gấp 10 lần hồi đó. Người là biết là cũng đã trải qua những cái chuyện rất là khổ rồi. Đôi lúc em không biết tại sao em lại đồng cảm được với ba em. Tuy nhiên là ba em lại không đồng cảm được về cái giới tính của em. Đó là cả một câu chuyện rất khó khăn với họ. Thế thì cái trong lòng mình khi mình thấy hình ảnh, một cái hình ảnh khắc khổ của ba như vậy á, cảm xúc em thì sao? Nó hỗn loạn lắm chị. Hỗn loạn. Dạ, em cứ là bây giờ mình nên thương hay mình nên trách? Tại vì dù gì cũng bỏ mặt mình, nên thương mình nên trách, nhưng mà suy cho cùng thì em thấy thương nhiều hơn là trách. Chứ lúc đó mình thực sự cũng lúng túng không biết phải đối đãi như thế nào cho nó đúng. Dạ, nhiều người lại la ba em với mẹ em là tại sao lại không lo cho em. Có một đứa con thôi mà tại sao lại không lo cho em. Nhưng mà em thì lại suy nghĩ ngược lại, kêu là đôi lúc là em với ba mẹ em không có duyên nợ để lo cho nhau. Nên là mạnh anh ấy sống thì em nghĩ nó cũng là một cái điều tốt. Cũng là một cái sự lý giải đi mọi chuyện nhẹ nhàng hơn. Đúng rồi. Nhưng mà để đạt được đến cái cảnh giới mà gọi là giác ngộ như vậy đó, thì chị hỏi thật là có lúc nào từ lúc ba mẹ quyết định ly hôn rồi bắt đầu trở về sau, khi mà mình phải nương nhờ, mình phải ăn nhờ ở đậu từ chỗ này qua chỗ khác, rồi chắc chắn là mình cũng cảm thấy bị cô đơn, thì có khi nào em giá như là phải thi ba mẹ mình đừng bỏ nhau không? Có bao giờ cái suy nghĩ đó nó đã từng xuất hiện trong đầu em không? Có chị. Từng suy nghĩ đó rất rất là nhiều. Em kêu ủa, tức là nhà mình không quá giàu, nhưng mà ba mình là đủ ăn đủ sống ở dưới quê 10 năm về trước. Mà một tháng là 10 triệu là nhiều chứ đâu. Trời giàu đó. Một tháng là được 10 triệu lo cho cả gia đình. Nó cũng đâu có phải là một cái vấn đề gì gọi là khó khăn đâu. Nhưng mà trải qua như thế này, sao tự nhiên gia đình mình mất vậy? Tự nhiên mình không còn gì hết. Rồi mình bơ vơ, mình không còn, mình sống một mình. Mình phải nương tựa người này, mình phải nương tựa người kia. Mình muốn ăn cái gì thì mình cũng phải đi xin người khác cho tiền để mình đi ăn, chứ không phải là ba mẹ mình cho tiền mình đi ăn. Hay là mình thích cái món đồ đó quá, mình phải tự để dành. Như hồi đó lần đầu tiên em mua điện thoại cái gì, em cũng phải tự để dành, nhưng mà em tin đến ba mẹ còn ở đó là ba em dẫn em đi mua cái điện thoại liền luôn. Nhưng mà những cái lúc mình khó khăn, mình ước giá như là gia đình của mình nó đừng có tan vỡ đúng không? Yeah. Thế thì tính đến thời điểm này luôn, có bao giờ em được nghe một cái lời giải thích từ ba hoặc là mẹ là vì sao họ buộc phải dừng lại cái cuộc hôn nhân của họ không? Em nghĩ là em có câu trả lời ở thời điểm hiện tại rồi. Đó là gì? Bạo lực gia đình, không cùng tiếng nói. Nếu như ở thời điểm hiện tại em sẽ kêu là không cùng tần số với nhau để sống. Ở đúng cái thời điểm đó là hết tần số với nhau, là mỗi người mỗi tần số sát khác nhau rồi. Em đã từng trải qua, em đã từng chứng kiến cảnh ba mẹ em đánh nhau rất lớn. Chị Kiều cảm giác là một đứa nhỏ đứng ở bên đây khóc, thấy ba mẹ mình đang đấu đá với nhau. Chỉ vì bất đồng quan điểm và chỉ vì ba em say. Hồi đó ở quê em thì nhà em thì mùa mưa nó chết, nó sẽ gặp nước cái chị. Thì ba em đu dây điện, giật cái dây điện ở trên xuống là đòi nhúng nước. Rồi nhúng nước là để thấy cả một gia đình đó. Em vừa khóc, em vừa kéo mà mẹ em vừa không cho, mẹ kêu con đi ra đi, con đừng có tới gần. Thì cũng may mắn là chuyện đó nó không xảy ra. Năm em 20 tuổi, 19, 20 tuổi là em có những câu trả lời thỏa đáng nhất cho những cái nỗi đau mình phải trải qua. Cái thời khắc mà mình tìm được câu trả lời và mình thấy nó thỏa đáng á, thì em thấy mình có nhẹ nhàng không? Chắc chắn là rất nhẹ nhàng chị. Em tin là nếu như em không nhẹ nhàng thì em không thể ngồi đây mình tĩnh em kể chuyện này. Có thể chuyện của em nó không quá kinh khủng bằng chuyện của những người khác, nhưng mà có thể trải qua được những cái chuyện đó là cũng là một cái vấn đề. Thực ra thì cũng khó để nói rằng là chuyện nào nó kinh khủng lắm anh Đi. Bởi vì thứ nhất, như chị đã nói rất là nhiều lần, phải coi là người tiếp nhận câu chuyện đó là ai. Và cái thứ hai ở đây là tùy cách kể. Có nhiều người kể với một cái giọng kể nó nhẹ nhàng giống như em đang kể. Nhưng mà thực ra là bởi vì em kể nó nhẹ nhàng thôi, chứ chắc gì câu chuyện nó nhẹ nhàng và ngược lại. Cho nên ai cũng có chuyện, và đều là những câu chuyện xứng đáng trong cái sự tiếp nhận của họ. Thế thì khi mà em nhìn lại và em quyết định ngồi ở đây kể chuyện với chị, thì thực ra cái mong muốn của em là cái gì? Muốn nói với mọi người hãy dừng cái việc bạo lực gia đình đi. Tại vì đó là một cái vết sẹo rất lớn cho những đứa con. Thật sự nha, ở thời điểm hiện tại nha, em luôn có bị ác cảm với tình yêu của chị.
yêu thì cũng yêu vậy thôi, trước sau thì cũng ly hôn thôi. Về để sống thì rồi biết rồi thấy cái cảnh khổ. Em không tin vào hôn nhân hạnh phúc vậy. Không có cái gì là mềm mại với nhau hết đó. Những anh chị và em sau này cũng sẽ lập gia đình thì em cũng mong muốn là em sẽ không bị dính vào cái bạo lực gia đình. Còn nếu như mà lỡ có bạo lực gia đình nha, hãy dạy con của mình làm sao mà trải qua nó cách tốt đi, nó bỏ mặt con mình như vậy để con mình nó phải tự trải qua rồi nó phải tự đau khổ, nó phải tự lấy lại tinh thần và nó phải tự mạnh mẽ, thì đó là một cái em biết là nó là nỗi đau rất là lớn. Chị không có phủ nhận nỗi đau của em đâu. Yeah. Nhưng mà chị vừa mới có một cái phát hiện. Chị không biết là em sẽ cảm nhận như thế nào về cái phát hiện của chị ha. Đó là toàn bộ cái quá trình sau khi ba mẹ em ly hôn á. Yeah. Em có nhiều cái hoang mang lắm, em nhiều cái bất định, em có nhiều cái sự chông chênh. Nhưng mà em đã trôi qua toàn bộ cái sự chông chênh đó, và gần như những cái lần tổn thương lớn của em á là những cái lần mà em phải đối diện cũng như là công khai về bản dạng giới của mình thôi. Và điều đó rất là không may là nó không có thuận lợi. Yeah. Cho nên nó để lại những cái tổn thương. Còn lại những cái gọi là những cái sự chênh chao của một đứa trẻ không sống gần ba, không sống gần mẹ dĩ nhiên là rất đáng thương. Nhưng mà em kể về nó với một cái tông giọng nó bình an lắm, nó nhẹ nhàng lắm. Nó là một câu chuyện là ừ thì đó, lúc đó em sống vậy. Nhưng cái thời điểm mà ba mẹ em còn ở chung với em á, là cái thời điểm em nhỏ hơn cả cái độ tuổi đó. Yeah. Thì đáng lý ra nếu như mà xét về trí nhớ và khả năng ghi nhớ, nó phải là cái khoảng thời gian mà em nhớ ít hơn khoảng thời gian sau này chứ. Yeah. Đúng không? Cái ký ức tuổi thơ nó phải mờ nhạt hơn cái ký ức của cái thời niên thiếu chứ. Yeah. Nhưng em kể rất chi tiết những lần ba mẹ em đánh nhau, rất chi tiết, em kể rất hình ảnh sống động luôn. Điều này cho thấy là những cái chấn thương mà chúng ta có được từ bạo hành gia đình á, nó lớn, nó rất lớn. Và giả định là ba mẹ không ly hôn thì cái hình ảnh đó, đó là cái hình ảnh nó sẽ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Và cái tổn thương mà một anh Đị hiện nay ngồi đây mà trong cái kịch bản đó sẽ là cái tổn thương khác mà nó đáng sợ hơn rất nhiều. Thì cái thời khắc mà em ngộ ra là à, vì bạo hành gia đình mà ba mẹ mình ly hôn, em có cảm thấy đó là một cái giải pháp nó thông minh của mẹ em không? Em phải nói điều là rất rất thông minh. Vì sao? Như hồi nãy chị đã nói, nếu như phải ở với nhau tiếp thì sẽ tiếp tục trải qua những cái vấn đề đó tiếp. Và nặng hơn. Và sẽ nặng hơn. Và nữa. Không phải ai cũng cướp cầu giao kìa. Đúng rồi. Dạ. Yeah. Mình ngộ ra rồi, mình trưởng thành rồi thì mình cảm thấy nó hợp lý. Mình chỉ giá như là mình có được cái sự gắn bó nhiều hơn. Dạ, yeah, đúng rồi. Và cái câu chuyện giới tính của mình nó được đón nhận, nó yên bình hơn một chút thì câu chuyện nó khác đi nhiều hơn, đúng không? Cái điều mà em đang mong muốn hiện nay mà trên mối quan hệ giữa ba em với em và giữa em với mẹ em thì đó là những cái băn khoăn gì? Hiện tại là rất may mắn là em đã connect được với lại mọi người rồi. Ừ. Và nó đang có một tiến triển, nó gọi là chỗ ví đi. Ừ. Thì ba em cũng dần chấp nhận em, khen em là con trai nhưng lại đẹp gái. Con trai của ba rất là đẹp gái. Yeah. Dạ. Là mẹ em thì may mắn là dạo gần đây thì có chủ động liên lạc với em, có chủ động hỏi thăm về em. Em mong muốn là em có thể là người chủ động kết nối lại với mọi người nhiều hơn. Mà có một cái điều em luôn mong muốn ở mẹ em, con mong muốn mẹ sẽ tìm được một cái người bạn đời lý tưởng như mẹ mong muốn. À, có thể là thời điểm này và sau này con sẽ không đáp ứng được cái điều mà mẹ muốn nữa, thì con hy vọng là mẹ sẽ có được một người bạn đời giúp mẹ làm được những điều mẹ muốn. Chị cũng mong là những cái điều mà em đang ấp ủ nó sẽ diễn ra đúng với cái mong muốn của em. Cảm ơn anh Đi rất nhiều với câu chuyện của em. Có tên, ngày tháng năm sinh, tên tuổi, quê quán cũng như là công việc hiện tại của mình nhé. Yeah. Chị chủ động giới thiệu nhé. Lý Diệu Trâm Diệu Vàng á. À. Mình sinh năm 1980. Nay mình đang làm giáo viên dạy anh cũng học. Thầy cũng xin lỗi chương trình là sáng nay là có buổi tập trung học sinh thì cũng có báo với lại chương trình là hôm nay mình có đi làm đó, học sinh cũng có tập trung đó. Do đó là cũng xin lỗi chương trình là hồi nãy mình không có nghe kịp. À, còn mình chưa có gia đình mà mình cũng hơi ồn. Dạ. Dạ vâng, chị Diệu là đang ở đâu ạ? Và chị là giáo viên dạy lớp mấy, dạy bộ môn gì? À, mình là giáo viên dạy tiểu học. Dạ. Chị dạy môn gì ạ? Không, tiểu học thì nó không có môn. Mình à. Giáo viên chủ nhiệm mình sẽ dạy hết tất cả các môn. Dạ. Chị ở đâu? Và chị có điểm mạnh, điểm yếu gì? Mình ở hiện nay mình đang sinh sống ở quận 12 nhưng mà mình làm ở bên quận Gò Vấp. À, nói chung thì
giáo viên tiểu học thì nó cũng có nhiều cái tài lẻ, nhưng mà mình thì cũng không có tài lẻ gì nhiều đó. Thì công việc chính của mình là cũng dạy thôi, nên mình cũng không có mỗi cái mình biết một chút. Dạ. Ví dụ như mỗi cái biết một chút thì là những cái gì nào chị ạ? Ví dụ như mình cũng biết hát được, mình cũng múa được. Mình cũng tại vì dạy tiểu học mà nên là các cô phải cũng có những cái năng khiếu đó. Dạ. Dạ vâng. Có năng khiếu hát múa. Dạ vâng. Cái điểm mà nói chung là mình là người sống khá là không hướng nội á. Không hướng ngoại. Chung là mình hướng nội, mình cũng không có thật sự là nhỏ lớn giờ là đi học xong thì đi dạy đi làm, chứ không có thật, nói thật là cũng không có khéo về trong cái vấn đề nấu nướng hay là nội trợ. Nhưng mà tại sao mà tới bây giờ mình vẫn chưa lập gia đình gì nhỉ? Tại vì trước đó thì mình cũng có một mối tình, nhưng mà sau đó thì cái người đó đi lấy vợ và mình cảm thấy là xong cái đó mình lại tập trung vào việc học để mình học nâng cao. Sau đó là mình học xong, để tập trung vào việc học xong thì mình quay lại thì mình thấy là mình cũng ba mươi mấy tuổi rồi. Lúc đó thì nhìn qua bạn bè thì cũng có người thì cũng đã lập gia đình rồi. Tự nhiên mình cũng muốn tìm một người để mình lập gia đình, nhưng mà không phải là mình muốn là được, đúng không ạ? Dạ. Do đó là mình cũng tìm một người, nhưng mà thật sự là mình cũng chưa có cái thời điểm đó thì mình cũng buồn và mình cũng chưa có mở lòng. Mình cũng có quen một số người, nhưng mà mình cứ hay cái điểm yếu của mình là mình mang người ta ra so sánh á. Mặc dù là mình không nói trước mặt người ta, nhưng mà mình cũng so sánh ngầm như vậy đó. So sánh với người cũ hả chị? Thì đúng rồi. Đó, mình so sánh. Không phải là mình so sánh trước mặt người ta, mình cũng ngầm ở nó, chứ cái người đó mặc dù là không có bằng, nhưng mà mình cũng hay suy nghĩ á. Đó. Dạ rồi. Dạ. Chị, nhưng mà cái mối tình của chị như là chị kể cụ thể hơn dùm em xíu, là chị với anh ấy yêu nhau trong vòng mấy năm và lý do tại sao mà mình không đi tiếp được, và người đó có như thế nào mà để cho chị ấn tượng? Người đó mình quen thì lúc đó làm công an, sau đó thì mình cũng chỉ nghe nói lại thôi, nói là mình không có hợp tuổi á. Nên là mình xong cái đồ một cái thì người đó đi lấy vợ, mình cũng không biết. Dạ. Dạ. Hai chị yêu nhau bao nhiêu lâu? Dạ cũng được. Nói yêu thì cũng không phải yêu, mà thật ra thì mình cũng khá là cũng chưa phải là yêu chính thức nữa, tại vì hai người cũng chưa nói yêu nhau hay là như thế nào đó, nhưng mà tức là sao ta? Trong thì là ngầm hiểu là yêu rồi, nhưng mà chưa ai nói với nhau là mình yêu nhau hết. Không chị, là bao lâu á chị? Ý là cái thời gian để mình ngầm hiểu chuyện đó bao lâu? Dạ cũng được 5-6 năm ạ. À, 5-6 năm mà chị nói ngầm hiểu, mà chị nói đụng cái người ta ra đi, người ta không nói lý do vậy chị? Theo chị lý do là gì? Nó không phải đơn giản chỉ là hợp tuổi thôi đâu. Tại vì lúc mà mình quen á thì mình cũng có nghe mọi người nói là anh này cũng đang quen một người khác mà hình như là đã có con rồi, nhưng mà mình hỏi thì anh đó không có trả lời đó. Anh đó cũng chối thôi, nhưng mà đụng cái thì lúc mà mình đi học nâng cao thì là cái ngày mà mình đi thi là anh đó cưới vợ. Tại vì cái này em thấy đang nó có vấn đề trong cái việc chị tìm hiểu á. Tại vì 5-6 năm rồi mà không cưới thì thôi, chừng năm thôi là dẹp được rồi chị. Chừng 5-6 năm chị cho nó mất thời gian. Không, tại vì, mình em không biết có lý do gì không? Lý do gì trong cái việc? Theo mình nghĩ là chắc là do là mình yêu nhiều hơn, còn anh đó anh không có yêu mình nhiều bằng mình. Cho nên là anh không có cưới chị đúng không? Anh cứ kì kèo vậy phải không?
đúng rồi, anh vẫn quen mình nhưng mà anh vẫn quen người khác, và mình nghe mọi người nói là anh đang quen người đó và đã có con rồi, mà thật sự là đến khi mà anh cưới là con anh đã mấy tuổi rồi. Ừ, chắc có thể là mình cũng không có sâu sắc trong cái vấn đề đó, nên là mình nói chung là mình tin tưởng cũng hoàn toàn á, nên là mình không đúng có rồi. Dạ đó, cho nên ý anh nói là như vậy để sau này mình rút kinh nghiệm chị, ví dụ quen mà 6 tháng năm không cưới rồi dẹp đi mất thời gian chị biết không. Ừ, nó thời gian của phụ nữ mình rồi, bây giờ chị thêm mất niềm tin ở cuộc sống đàn ông nữa, thì bây giờ thế thì chị muốn tìm cái người như thế nào, cái người đó ví dụ như cái tuổi của chị, nếu mà người đó ly hôn thì được không? Nhất là mình cần tìm người, nhất là người đó là chân thành, và người đó nếu thật sự nếu mà có duyên đến với nhau thì là mình cũng không cần đòi hỏi là đến cái tuổi này thì tìm một cái người mà chưa lập gia đình thì chắc cũng có vấn đề, mình nghĩ vậy. Nên là mình nói là mình cũng không có đặt nặng về cái là người đó đã có vợ hay chưa, nhưng mà nếu mà thật sự mà quen đó là mình phải rõ ràng, ví dụ như là đã người đó đã phải dứt khoát với người trước rồi, không có còn dây dưa nữa. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là người đó cũng chân thành và hiểu cái công việc của mình, hiểu thông cảm cho mình, để nói chung là có thể là một người bạn đầu tiên, có thể là một người bạn để mình có thể mình chia sẻ, sau đó là mình hiểu rồi mình chia sẻ tâm sự xong đó thì mình sẽ hiểu rồi mình sẽ có cảm tình hơn, chứ mình cũng không đòi hỏi là người đó phải tuyệt đối thương mình hay như thế nào đó, nhưng mà mình muốn là cái gì cũng phải rõ ràng. Rồi ok chị. Dạ chương trình cho mình hỏi xíu được không ạ? Dạ vâng, chị hỏi chưa? Dạ tại vì mình cũng khá là nhát, nên là nếu mà mình quen mà mình không có lên chương trình được không? Chị ơi, đây là chị đang casting cho chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, là chương trình phát sóng truyền hình. Dạ. Là bọn em từ lấy giờ ngồi nghe chị nói để mà tuyển vào vòng trong là ghi hình cái chị. Chị có thật sự là muốn tham gia chương trình không để bọn em còn biết. Dạ, tại từ lấy giờ là cũng hơi mất thời gian. Dạ, xin lỗi chương trình nha. Dạ, chị thế này chị có tham gia chương trình không ạ? Dạ, mình có một cái yêu cầu nhỏ đó đúng không ạ? Dạ. Thì nói dạ, thì mình là gốc cách mạng á, mình nếu mà được thì mình tìm một người không có đạo á. À, tìm người không có đạo đúng không? Dạ dạ. Với lại ví dụ như là có con cái riêng thì cũng được, nhưng mà cũng phải rõ ràng với con lớn cũng được, tại vì mình không có phải là bao dung độ lượng để mà có thể là nó là mình lo chọn được á. Dạ rồi em hiểu rồi ạ. Dạ vâng. Dạ. Còn ví dụ như người đó mà có gia đình rồi thì cũng mình cũng là phải rõ ràng là đã dứt khoát rồi, đã ly dị rồi hay như thế nào đó, chứ cũng không phải là chị vào chương trình đó, chị vào chương trình của mình á là sẽ kiểm tra giấy tờ rất là rõ ràng, cho nên chị yên tâm cái vấn đề chắc chắn là sẽ dứt khoát. Nhưng cái vấn đề mà em lo cho chị là chị cần phải biết cái cách tìm hiểu một người, bởi vì nếu không á, cái người này người ta giấy tờ người ta ok, người ta dứt khoát rồi, nhưng người ta còn dây dưa bên ngoài là tụi em không biết nha, chị hiểu ý em không? Có nghĩa là người ta đã dứt khoát và giấy tờ người ta nộp đầy đủ, người ta đã ly dị xong xuôi về mặt thủ tục pháp lý, nhưng mà về cái mặt mà bên ngoài đó nhiều khi người ta còn dây dưa qua lại, thì cái đó chị phải là người tìm hiểu. Chứ chị đã từng quen một cái anh công an rồi, nhưng mà cũng đâu có phải là cái nghề đó người ta sẽ nói người ta tốt đâu, đúng không? Đó cho nên là chị cần phải biết cái cách để chị tìm hiểu. Chứ còn em thấy theo nguyên tắc là chị, cái này em chia sẻ cho chị thôi, 6 tháng tới 1 năm mà cái anh đó mà yêu chị là sẽ đòi cưới chị, còn 6 tháng 1 năm mà không thì no, dẹp luôn đi chị. Nè em chia sẻ cái kinh nghiệm cho chị biết, để đừng có mất thời gian vào những cái người ta không thật sự yêu thương mình. Dạ. Rồi ok, nếu mà còn như em nói về cái chương trình mình ha, là ở đây casting để chọn các bạn tham gia ghi hình ở trên truyền hình, và mình muốn tìm được một cái người mà như ý mình á, thì mình phải có cái sự đánh đổi, giống như vượt lên chính mình mà anh Quyền Linh dẫn, chị biết không? Chị phải lên chương trình, chị phải xông pha, chị phải qua những cái vòng casting cực khổ của chương trình,
Còn nếu như chị nói là thôi chị ngại lắm này kia thì chị sẽ tự tìm, mà chương trình không có hỗ trợ với các cái vấn đề ở bên ngoài đó, là chị phải tự chị lo cái phần đó. Còn tụi em ngồi đây mất thời gian, công ty trả tiền để tụi em casting để chọn những cái nhân vật thật sự là cần để mà tham gia chương trình, chứ không phải lên để chơi gì hết á. Nên chị yên tâm là ai lên cũng vất vả như chị thì người ta phải thật sự nghiêm túc đó. Nha, chị suy nghĩ thêm, bởi vì ở đây chỉ là vòng casting vòng một thôi, sơ tuyển thôi. Nếu chị được chọn thì tụi em sẽ liên lạc lại, và nếu như chị không có cái nhu cầu khi mà tụi em, khi mà chị suy nghĩ lại bữa cast ngày hôm nay á, thì lúc mà tụi em liên lạc chị trả lời luôn là chị có muốn tham gia hay không luôn giùm em nha. Cái mai mốt là chị cứ xác nhận lại cái việc mình có thật sự mình đi tìm cái tình cảm mình hay không đó, bởi vì chương trình mình là làm phải thủ tục giấy tờ rồi nó rất là rõ ràng ha chị ha. Thì ở phía chị là cái chị ngại thôi, chị như chị nói gia đình mình là bên cách mạng rồi ngại lên tivi hay gì đó, thì cái đó mình phải không, phải làm không phải dạ. Gia đình mình thì không có gì hết, ý mình nói là mình là cũng có đảng có ấy, là mình sợ là theo đạo á, mình theo không có không. Cái đó là ở đây nè, mình casting ở đây là tụi em phải là, nếu mà được mình có cách mạng rồi mình ngại lên tivi hay gì không có. Mình chỉ cứ đánh nha thôi. Chị đừng có lo cái chuyện đó, còn cái việc mà hôm nay nói chuyện là cũng là rất là run rồi. Em hiểu, cho nên là em cũng muốn chia sẻ rõ luôn để mà chị biết được cái tiêu chí luôn. Còn chị không ngại là chị cứ lên đó chị kiếm chồng thôi, bình thường ai cũng có cái cơ hội đó như nhau. Chị ha. Dạ. Rồi rồi, dạ rồi, em chào chị ha, em cảm ơn chị.